audio âm thanh số xin gửi lời chào tất cả các bác và anh em. Và hiện tại anh em đang có mặt ở Thái Bình. Anh em đang đứng giữa ngã ba sông, bên này anh em đang đứng ở Thái Bình, bên kia là Hà Lan, còn bên trên này là Hưng Yên. Con gà gáy là ba tỉnh. Trong hành trình hôm nay thì chúng em đi đến Thái Bình để set up một sản phẩm cái F938-80. Gửi lời chào các bác, và chúng em đã trang trí xong cho ngôi nhà của vợ chồng cô Bích ở đây. Với một bộ dàn gồm có một cặp loa VK938-840. Dòng loa thùng cặp loa VK938 thì sở hữu một bát 40, hệ thống là hai loa chung, hai loa chép và một loa chép đầu đạn. Nghe nhạc giải trí hát karaoke rất phù hợp với những cái phòng khách từ 20-60 m². Và trung tâm điều khiển của bộ dàn máy ngày hôm nay là cục đẩy bên vang X22 ProDC màu vàng gold, rất nhiều chế độ nghe nhạc cũng như là hát karaoke cho các bác, và một bộ mic không dây VK4 số 9. Và ở đây chúng em có ghép thêm một loa siêu trầm S1200W30 để đáp ứng tốt những cái giải tần số thấp. Các bác nghe những bài DJ hoặc là những cái bài nhạc vàng bolero thì chất nhạc nó rất lung linh, và chúng em đã cài đặt cũng như là căn chỉnh xong cho nó phù hợp nhất với ngôi nhà cô chú ở đây. Và sau đây em xin gửi tới các bác và anh em cũng như là cô chú ở đây một bài hát trên bộ dàn VK938 mà chúng em vừa set up xong. Mời các bác cũng như là cô chú cùng thưởng thức. Cháu thì hát đâu cũng không hay đâu, vâng, cháu cho bé thôi. Thành phố mưa bay. Kỷ niệm xưa còn đây.